người đứng đầu gia tộc có thế lực lớn nhất Hoa Hạ, rời lại đích thân đi mời một thiếu niên xuống núi, mục đích chính là giải cứu nữ minh tinh đỉnh Lưu đang bị bắt cóc. Lý Hiểu Phàm thở dài một hơi, ta biết hai người sẽ tới, nhưng mà chuyện này ta sẽ không nhúng tay vào đâu. Mộ Dung Uyển Sa vốn không tin tôi, giờ cô ta rơi vào miệng cọp, cũng là do tự chuốc lấy. Các người đi đi, dường như đã biết trước kết cục này. Sở Thiên Chính cười khổ lắc đầu, nhưng vẫn lấy ra một viên hỗn thiên thạch. Lý tiên sinh, đây là viên đá như đã hứa trước đây, xin anh nhận lấy. Lý Hiểu Phàm giơ tay ra nhận. Từ khí tức phát ra, anh có thể đoán được đây là một hạt giống có thần thông. Nếu đã vậy, vậy thì tôi nể mặt hỗn thiên thạch, ra tay giúp một lần nữa. Nghe vậy Sở Thiên Chính vui như hoa, chuyện không thể chậm trễ, chúng ta đi thôi. Lúc này ở một công trường bỏ hoang, ba tên bắt cóc đang ẩn mình ở đây, nhưng sau khi cảnh sát liên tiếp tấn công ba lần đều quay về tay không, còn bị thương thảm. Đây không phải là nguy cơ nguy hiểm nhất, phải biết rằng ở đây có lượng lớn nhiên liệu cháy nổ, vừa rồi hai bên đánh nhau khiến công xưởng bốc cháy, vì vậy phải nhanh chóng giải cứu con tin. Có lẽ không quá 5 phút, những vật liệu hóa học kia cũng sẽ bùng nổ. Cấp trên ra lệnh, nhất định phải đảm bảo an toàn cho con tin, không được xuất hiện bất kỳ sai sót nào. Điều này đã tăng lên áp lực rất lớn với những người làm công việc giải cứu. Nhưng may là, ở đây có một vị cao nhân, chính là phó môn chủ Thái Cực môn Nhậm Thiên Hành. Tất cả mọi người ở đó đều đặt niềm tin vào ông ta. Nhậm Thiên Hành vẫy tay, chỉ ba tên giặc còn con, không cần phải kinh hãi như thế. Lão Phu ra tay, nhất định có thể cho chúng một đi không trở lại. Nghe tới đây, thị trưởng Trần Á Phu thở phào. Có câu nói này của Nhậm tiên sinh, chúng tôi yên tâm rồi. Nhậm Thiên Hành bình tĩnh nói, Phó Thanh Minh vốn là đại đệ tử của môn hạ ta. Chuyện này cũng liên quan tới danh tiếng của Hành Ý môn. Nếu truyền ra ngoài, Hình Ý môn cũng bị xấu mặt. Lúc này cảnh trưởng Triệu gọi đội đặc công tới, để phòng vạn nhất, ngài vẫn đưa bọn họ theo cùng đi, còn có áo chống đạn và súng, dù sao đạn không có mắt, trong lúc quan trọng có thể bảo vệ tính mạng. Nhậm Thiên Hành khinh bỉ nói, dựa vào tu vi của lão phu, không cần dùng thứ đồ chơi này. Thị trưởng ở bên canh cũng nhắc nhở, anh làm gì vậy, chút mắt nhìn cũng không có, mau thi lại đám đồng nát sắt vụn kia đi, đừng làm mất mặt ở đâu. Cục trưởng Triệu hổ thẹn, vội cất trang bị đi, thật sự là tôi đã nghĩ nhiều rồi. Để Nhậm lão tiên sinh chê cười, Nhậm Thiên Hành ngạo mạn nói, thời Tam Quốc, Triệu Tử Long để cứu Tiểu A Đấu, giữa ngàn vạn binh lính, một mình ông đánh cho tan tác, hôm nay lão phu bất tài, cũng muốn mô phỏng lại, các người đợi xem kịch hay đi. Trương chủ nhiệm vội vỗ tay khen hay, Nhậm lão tiên sinh, quả nhiên là cao thủ phi phàm, thời gian gấp bách, chúng ta nhanh chóng cứu người thôi. Nhậm Thiên Hành cười nhẹ, không vội, để lão phu uống một tách trà ngon, cho nhuận họng rồi nói. Cũng chính lúc này, đám người Lý Hiểu Phàm bước vào, Trương chủ nhiệm lập tức nói, tiểu tử ngươi tới làm gì, chúng ta đã mời cao nhân tới giúp đỡ, ở đây không có việc của cậu, biết điều thì cút đi. Lý Hiểu Phàm nhìn Nhậm Thiên Hành một cái, ta biết được tu vi của đối phương, võ giả siêu việt nội kinh đại thành, nhưng còn chưa đạt tới cảnh giới tông sư, nhiều nhất chỉ có thể coi là bán tông sư, hắn ta không được, tôi khuyên ông không nên đưa người đi chịu chết. Nhậm Thiên Hành tức giận, cậu nói cái gì, lại dám xem thường lão phu, nể mặt nhiều người như vậy, lão phu không chấp nhất với cậu, không muốn chết thì mau cút đi. Trong Sở Châu, ngoại trừ thiếu niên tông sư kia, lão phu tự nhận thiên hạ vô địch, cậu là cái thá gì? Lý Hiểu Phàm cười lạnh, bản lĩnh không lớn, khẩu khí lại không nhỏ. Tôi chính là tông sư thiếu niên kia, phó môn chủ của Hình Ý môn mạnh thế nào, tới việc Hoa Tiễn ở ngay gần, cũng có thể dùng tay không chặn được. Vừa rồi, Lý Hiểu Phàm nói với mọi người, mình chính là tông sư thiếu niên kia. Nhậm Thiên Hành cười lớn, tiểu tử, nếu cậu là tông sư, vậy lão tử chính là thủ phú trên thế giới rồi. Vừa nói xong, mọi người không ngừng cười. Sở Thiên Chính không nhìn được nữa, vừa muốn mở lời, đã bị Lý Hiểu Phàm ra tay ngăn lại. Tôi tới cứu người, chứng không phải đi chứng minh thân phận, chuyện này không có ý nghĩa gì cả, nếu ông không muốn chết, đợi lát nữa đi vào, thì ngoan ngoãn ở phía sau tôi. Nhậm Thiên Hành cảm thấy bị sỉ nhục, lập tức tức giận, cậu là cái thá gì, nói khoác mà không biết ngượng. Nói rồi, ông nhảy lên lan can, sau đó nhảy một cái, cơ thể bay giữa không trung, nhẹ tựa lông hồng. Ông cố ý để lộ ra chiêu này, chính là để Lý Hiểu Phàm kinh ngạc, mọi người hô hào, đó là khinh công, thủ đoạn như vậy, họ chỉ từng thấy trong phim. Trương chủ nhiệm quay người lại, lạnh lùng nhìn Lý Hiểu Phàm, thấy chưa, đây mới là cao thủ, so với người ta, cậu không cảm thấy hổ thẹn sao? Lát nữa đợi hứng chịu cơn giận của ngài đi. Lý Hiểu Phàm lười để ý, không nói gì mà thở dài. Trong lúc họ nói chuyện, Nhậm Thiên Hành đã xông vào nhà máy hóa chất. Lúc này Phó Thanh Minh đang bò trên nền đất kêu lên, đợi sư phụ ta tới rồi, các người đừng hòng chạy thoát. Vừa nói xong, Nhậm Thiên Hành đã chạy tới, các người to gan quá, dám làm đồ đệ ta bị thương, xem lão phu chém hết đám gian tặc. Trong vòng 3 giây, chính lúc này đột nhiên vang lên tiếng súng. Nhậm Thiên Hành vung tay, nhẹ nhàng đánh bay viên đạn, thế nhỏ thấp kém cũng dám làm càn trước mặt ta. Nhưng giây tiếp theo đã có người mang hỏa tiễn tới, lão già chặn được đạn, chẳng lẽ còn chặn được cả hoa tiễn. Hắn không do dự bóp cò, chỉ nghe bùm một tiếng, hỏa tiễn đã bay về phía Nhậm Thiên Hành, đập vào lá chắn. Có giỏi thì đánh tay đôi với lão phu. Nghe lời này, tên mặt sẹo đã cười khinh miệt, vậy thì ta sẽ cho ngươi tại nguyện.
Nhậm Thiên Hành căn bản không phản ứng kịp, đã bị một cước đá vào người, sau đó ngã về phía sau, miệng phun máu, ông lau máu ở khóe miệng, nhìn Phó Thanh Minh, Đồ Nhi, Vi sư chạy trước. Tiếp đó, một bóng người nhếch nhác chạy ra, Nhậm Thiên Hành chạy tới thở hắt, đâu còn chút phi phàm nào của thế ngoại cao nhân. Trần thị trưởng cũng vội hỏi, Nhậm lão tiên sinh, con tin đâu? Nhậm Thiên Hành lặng trạng nói, tình hình bên trong rất phức tạp, đối phương ai cũng có thân thủ như ta, đừng bảo người vào đó chịu chết nữa, ta vào cũng không làm được gì. Hắn không có chút hổ thẹn nào, trong mắt hắn không phải mình vô năng, mà là đám bắt cóc đó quá lợi hại. Trương chủ nhiệm căng thẳng tới đổ mồ hôi hột, giờ phải làm sao đây, còn có chưa tới 3 phút nơi đây sẽ phát nổ. Nhậm Thiên Hành uống ngụm trà, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại. Trước mắt chỉ có hai cách, một là tìm sư huynh Tư Đồ Cuồng của ta, nhưng giờ ông ấy đang ở Hải Đông, ngồi máy bay tới cũng phải 2 giờ, vì vậy biện pháp duy nhất chính là tìm thiếu niên tông sư kia, nói không chừng cậu ta có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng người ở đây không có ai quen biết thiếu niên tông sư. Chính lúc này, Sở Thiên Chính chắp tay về phía Lý Hiểu Phàm, Lý tiên sinh, vẫn phải nhờ cậu ra tay. Lý Hiểu Phàm gật đầu, vừa rồi nếu như để tôi đi, sớm đã cứu được người rồi, tao cần phải phiền phức như vậy, nói rồi liền đi cầu thang xuống. Phía sau lại truyền tới tiếng châm chọc, thiếu niên bây giờ thật là ngày càng không biết trời cao đất dày, tới Nhiệm lão tiên sinh cũng bó tay, huống hồ người khác lại như kiến ỏ. Nhậm Thiên Hành có chút khinh bỉ, cứ để tiểu tử này đi, không có cậu ta sao có thể thể hiện được sự cao minh của lão phu. Trương chủ nhiệm cũng cười lạnh, ông sớm cảm thấy Lý Hiểu Phàm trướng mắt, để cậu ta vào chịu chết là được rồi, để bớt phiền phức. Rất nhanh, Lý Hiểu Phàm đi vào công xưởng, bên trong tăm tối, khắp nơi đều là thùng dầu và rác thải hóa học. Phó Thanh Minh giống như con chó quỳ dưới đất không ngừng xin tha, cầu xin các người đừng giết tôi, các người có yêu cầu gì tôi cũng đồng ý. Tên mặt sẹo cầm dao vỗ vào mặt cậu, nếu mẩu muốn sống vậy thì tao chỉ cho một con đường sáng, chỉ cần bảo Mộ Dung Uyển Sa gọi điện thoại cho bố cô ta đưa kết quả thí nghiệm gen cho tao, các người sẽ được thả. Phó Thanh Minh vui vẻ, thật sao, thực lực của tiên tôn rốt cuộc mạnh thế nào? Tới hỏa tiễn cũng bị anh nghiền thành sắt vụn dễ dàng. Vừa rồi Phó Thanh Minh bò tới bên Mộ Dung Uyển Sa, cầu xin cô mau gọi điện thoại, nếu không chúng ta đều sẽ chết. Mộ Dung Uyển Sa lạnh lùng nhìn một cái, không ngờ anh lại là một tên nhu nhược, thật làm tôi quá thất vọng. Nói cho các người biết, dù tôi chết ở đây cũng sẽ không gọi điện đâu. Đừng thấy cô là cô gái yếu đuối, nhưng cốt cách đều là huyết mạch quân nhân. Cha mẹ cô là quân nhân, mẹ vì để yểm hộ cha thoát thân, đã hy sinh tính mạng của mình, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao phó. So với việc này, cô hy sinh một chút cũng có là gì? Mộ Dung Uyển Sa ngẩng đầu, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra chút thản nhiên. Các người giết tôi đi, tôi sẽ không gọi điện đâu. Phó Thanh Minh vừa nghe xong thì khóc không thành tiếng. Nếu tôi chết, tương lai ai tiếp nhận vị trí trưởng môn? Mộ Dung Uyển Sa khinh bỉ nói. Mặt mũi của Hình Ý Môn sớm đã bị anh làm mất mặt rồi, có một số thứ còn quan trọng hơn tính mạng, anh sẽ không thể hiểu được đâu. Giờ người có thể cứu chúng ta chỉ có thiếu niên tông sư thần bí, tiếc là tôi không biết anh ấy ở đâu. Vừa nói xong đã nghe thấy âm thanh truyền tới, tôi ở đây. Thấy người tới là Lý Hiểu Phàm, Mộ Dung Uyển Sa hét lên, anh tới đây tìm chết à, mau chạy đi. Ba tên bắt cóc sợ hãi dùng mũi súng nhắm vào Lý Hiểu Phàm, tiểu tử thối, mày ở đâu chui ra vậy? Phải biết tu vi của ba người đều vượt qua võ giả siêu việt nội kinh đại thành, cho dù là tông sư tới chúng cũng có năng lực ứng phó, nhưng tiểu tử này trói gà còn không chặt, trên người không có chút tu vi nào, chứng tỏ là người thường, chúng lại không phát giác ra. Tên mặt sẹo tự tin nói, ở Sở Châu trừ khi là vị thiếu niên tông sư kia, nếu không thì không ai có thể làm như vậy. Lý Hiểu Phàm cười nói, ông đoán đúng rồi, tôi chính là thiếu niên tông sư kia, các người bắt cóc người của tôi vậy thì đừng hòng rời đi. Tên mặt sẹo lạnh giọng nói, dựa vào mày mà cũng đòi là thiếu niên tông sư, cũng không xem mình mấy cân mấy lương. Nói rồi hắn vứt dao ra trước mặt Phó Thanh Minh, giết hắn đi, mày có thể sống sót rời đi. Phó Thanh Minh lộ ra niềm vui, vì với hắn mà nói thật sự quá đơn giản rồi. Hắn vội cầm con dao đứng phát dậy, giống như người bơi ngược dòng bắt được ngọn cỏ cứu mạng. Lý Hiểu Phàm hừ lạnh một tiếng, cậu không phải là đối thủ của tôi, đứng ra một bên đợi tôi giết ba tên bắt cóc này sẽ đưa các người rời đi. Nhưng Phó Thanh Minh không nhận ra, còn tưởng anh đang nói bừa. Trời ơi, còn thật sự coi mình là thiếu niên tông sư à? Nói rồi đã cầm dao đâm về phía Lý Hiểu Phàm. Đối với tên nhãi như vậy, Lý Hiểu Phàm lười nhìn, chỉ búng tay một cái, một tiếng bùm vang lên, Phó Thanh Minh kêu thảm, hai chân vỡ ra hóa thành xương máu, trong không khí tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc. Phó Thanh Minh ngã xuống, ôm lấy eo sờ vào vết thương hở, đau khổ lăn lộn, tiểu tử thối, mày giết tao, có giỏi thì giết tao đi. Lý Hiểu Phàm không ra tay, ngươi không tin ta là thiếu niên tông sư vậy thì ta sẽ giết ba tên này trước mặt ngươi. Phó Thanh Minh hét lên, dù mày là tông sư thì đã sao, mày có thể chống được hoa tiễn không? Nghe tới đây, đám cướp ngây người, chúng không ngờ tên thiếu niên trói gà không chặt này thật sự lại là thiếu niên tông sư, còn ngây ra đó làm gì, mau nổ súng bắn chết hắn. Tên mặt xẹp phản ứng lại, nhắm vào Lý Hiểu Phàm nổ súng, phát súng này bắn ở cự ly gần uy lực rất lớn,
có thể khiến người nổ banh xác, nhưng đối diện với vũ khí nặng, Lý Hiểu Phàm cũng không tránh né. Khi hỏa tiễn bay tới, anh vung tay phải, một ánh sáng lớn chắn trước viên đạn, nghiền nát nó thành phế liệu, bị Lý Hiểu Phàm nắm chặt trong tay. Cũng chính lúc này, tên mặt sẹo đột nhiên xuất hiện phía sau Lý Hiểu Phàm.